Bà Bóc Phở xin chào cả nhà thân thương. Trong các video trước, chúng ta đã thấy cái đoạn đường gian nan đi lên Bắc Kéo nó kinh khủng khiếp như thế nào cả nhà ha. Kể từ khi mà bà Bóc Phở đi lên Bắc Kéo tới giờ là có thể nói rằng là nếu mà so với leo núi Lão Thảnh thì bà Bóc Phở thấy lên Bắc Kéo nó còn chắc là cực hơn đó ha. Mà cũng có thể không, cũng có thể tương đương đó. Bởi vì dốc nó dựng đứng không khác gì đi lên cái đỉnh núi của Lão Thảnh. Đó lại là con đường về nhà của bà con. Nhưng mà bù lại khi mà lên tới Bắc Kéo rồi thì nó lại là một cái bản làng, có thể nói là bản làng trên mây. Nhìn xuống thì đúng là tiên cảnh mây ngay dưới chân của chúng ta. Và trong những cái đám mây bên dưới của cái bản Bắc Kéo đó thì nó ẩn hiện, đó là cái điểm trường thung lũng. Thật là thú vị khi mà ở Bắc Kéo chúng ta nhìn ra thấy thị trấn Bảo Lạc đó, nó gần lắm luôn. Nhưng mà đi phải nói thật sự rất là vất vả. Và cũng từ Bắc Kéo chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy thôn Lũng Rì khá là gần, nhưng mà không đâu ạ, vẫn rất là gian nan. Chúng ta nhìn qua bên phải, chúng ta vẫn thấy rằng cái ngôi trường Lũng Rì ở đó, ngôi trường thôn Lũng ở Lũng Rì. Nhưng nhìn vậy thôi nhưng mà rất là vất vả, cho nên lúc đó bà Bóng Phở cũng hết sức rồi, Bóng Phở cũng không có đi xuống được cái trường Lũng Rì. Và hôm nay lần đầu tiên bà Bóng Phở mới đi vào cái thôn Lũng Rì, có nghĩa rằng hôm trước chúng ta đi tới ngã ba của Lũng Khuyết thì quẹo phải thì lên Bắc Kéo, mà nếu đi thẳng cặp theo men theo cái dòng sông Gâm á, theo cái dãy núi của sông Gâm thì chúng ta sẽ đi tới Lũng Rì và tới cái điểm trường thôn Lũng này. Video này bà Bóng Phở sẽ cho chúng ta một cái hình dung tổng quát về cái vị trí của cái trường thôn Lũng, mà có thể nói rằng là người ta hay nói là nhà em ở lưng đồi, thì cái trường thôn Lũng này là trường em ở lưng đồi. Đầu tiên đó là cái con đường mà nó dẫn vào cái bản làng này, nó ngay cái ngã ba bản Diễm đó cả nhà. Cái ngã ba bản Diễm này nó cách cái đèo 15 tầng nó khoảng chừng 3 cây số đi, thì nó cách thị trấn khoảng 10 mấy cây số đó, khoảng 15 hay sao đó. Ngay cái ngã ba bản Diễm này nó có một cái ngã rẽ để chúng ta đi vào những cái bản giống là Lũng Khuyết nè, Lũng Rì, Bắc Kéo, cũng như là những cái bản vô sâu hơn nữa, đó là cái biên giới Việt Trung luôn, như là bản Lũng Pheo, bản Mắc Nẹn. Hôm nay bà Bóng Phở dậy rất sớm để bà Bóng Phở đi từ Xuân Trường. Bà Bóng Phở từ Xuân Trường vượt qua xuống đèo, cái con đèo 15 tầng Thôi Cốc Trà, xong rồi mới tới ngã ba bản Diễm này. Rồi từ cái ngã ba bản Diễm này bà Bóng Phở phải đi khoảng, cái đường mà dẫn vào nó cũng là cái đường giống như là đường tuần biên nữa ha, thì nó khoảng 10 cây số nữa thì mới tới cái điểm trường. Trời ơi, đường lên Lũng Rì đây sao? Đây là cái đoạn đường mà chúng ta phải vượt qua cái vách núi này. Bà Bóng Phở bắt đầu sợ rồi đó. Nãy giờ đi là rất là vất vả, mỏi cái tay gồng lắm rồi đó. Trời ơi, bây giờ một qua cái vách núi này là bà Bóng Phở khựng lại rồi đó. Sợ thiệt chứ. Wow, nhưng mà cũng phải đi thôi. Bên dưới đây, bên tay trái bà Bóng Phở, đó là con sông Gâm. Cái đoạn này nó phải cao mấy trăm mét, chắc phải là trên 500 mét so với sông, dưới mặt sông Gâm đó các bạn ơi. Ôi, thật là đáng sợ. Đây, anh Chuẩn người dẫn đường cho bà Bóng Phở ra đi phía trước rồi kia. Sợ thật chứ. Đây, chúng ta tiến gần một xíu coi anh đi làm sao. Chắc thấy vậy thôi chứ mà chắc không sao đâu ha. Chắc là ổn thôi, lần đầu tiên bà Bóng Phở đi đây. Hôm trước bà Bóng Phở đi lên Bắc Kéo, bà Bóng Phở nhìn xuống Lũng Rì. Hôm nay bà Bóng Phở đi thẳng qua Lũng Rì luôn. Tí má ơi, cái tiếng xe rịnh. Ô, cái mặt đường cũng khá là lớn, khá là ổn nha. Trời ơi. Thôi, bình an nhé bà Bóng Phở. Bye bye cả nhà, đi thôi. Các bạn ơi, nghe tiếng xe rịnh không? Đây là cận cảnh hơn. Bà Bóng Phở đã đi tới đây một đoạn rồi nè. Đó, ngay vách núi, đường khá là dốc, nhưng mà đường cũng hơi nhỏ đó. Vậy làm sao mà xe tải đi vô chở xi măng vô được ta? Chà, căng nhờ. Nhưng mà các anh nói được, bởi vậy cái xe đi vô đây người ta lấy tiền rất là mắc luôn á, kêu không ai dám đi hết trơn á, mà cái xe mình nó dám đi á thì lấy rất là nhiều tiền đó. Wow, ghê quá. Đây giống như là một cái hẻm vực đó.
đây chính là cái hiện vật ở dưới kia con, để mà mốt bọn phổ bay fly can chúng ta mới hình dung được. Nó chúng ta thấy ngọn núi nó thấp trũng không, mấy ngọn núi này cao hơn 1000 mét đó đó, mà chúng ta đang ở trên gần ngọn núi hết trơn rồi. Thôi chúng ta tiếp tục đi thôi, dừng quay cũng là cho xe nó nghỉ mệt một xíu để qua cái chỗ rất là đặc biệt này. Đây là cái view con sông Gâm. View con sông Gâm, nó có một cái bãi cát bồi ở đây nè, đẹp ghê luôn á. Đây là cái hẻm vực, giống như cái hẻm vực ha. Đó, đây có một cái bãi cát bồi đẹp lắm. Là vài hôm nữa là nước cạn hơn nữa là người ta tổ chức cắm trại picnic ở đây rất là vui đó. Và đây nè, ở đây, đứng ở đây chúng ta quan sát được luôn cả cái gì ta, cái cầu treo dưới đây nè đó, hùng vĩ ghê luôn á. Bên đây cái vách đó nè, đây cái hẻm vực ghê quá, sợ thật. Cả nhà ơi, bây giờ là đã tới cái ngã ba Lũng Rì. Bò Bóng Phở và anh Chuẩn sẽ ghé thăm nhà anh Cường, trưởng thôn Lũng Rì. Bởi vì tuần trước lẽ ra là đã khởi công xây dựng cái con đường đến trường á, nhưng mà do là mẹ của anh Cường, trưởng thôn đây mất, cho nên là bà con phải ngưng mọi việc để giúp nhau. Thì hôm nay Bò Bóng Phở và anh Chuẩn là phó chủ tịch xã, ủy ban nhân dân xã Khánh Xuân, cũng muốn ghé thăm gia đình và thắp một nén nhang cho cụ. Và cũng nhân dịp này chúng ta cũng có cái cơ hội để tìm hiểu thêm một số cái hình ảnh chân thật về cuộc sống của người dân ở đây cả nhà ha. Em gái, mình để cái thau chính giữa để làm gì vậy? À, nước cho nó nước nóng xong thì lấy đi rửa bát à? À, nấu ké, nước nóng đi rửa bát. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy cái kiểu này đó, trời đó. Làm tôi tưởng đâu là cái kiểu gì hay lắm, ai vậy là nấu ké thôi. Mình đang nấu cháo lợn á hả? Ừ, đang nấu cháo lợn á. Mình nấu, ủa mình nấu bây giờ gì, nó được ăn chưa? Được ăn đâu. Ủa rau gì vậy? Rau lan. À rau lan ha. Khi thì rau lan, nói chung là đủ loại rau đúng không? Mùa nào rau đó ha. Có ngô không? Có. Sao không thấy ngô gì hết trơn vậy? Chưa thấy xuống. À vậy hả? Sao, vậy là ngô nó chín sao sao? Hay là để cho nó thơm? À, nó sôi xong mới cho ngô vô. Ừ. Nhưng mà thế thì ở đặt ở đây thì cũng nhìn nhìn cái xong chỉ bán. Sao mấy anh nói thế hả? Bên kia có cái nhà sàn đẹp quá hả? Nhà sàn đó khá là cổ rồi nha. Đẹp quá. Còn nguyên mái ngói luôn. Còn gỗ luôn. Chắc nhà mình cũng vậy phải không? Đẹp quá. Ước gì còn hoài ha. Ở đây không chỉ là một cái bản làng hoang sơ mà còn rất là nhiều thứ, cái công cụ dụng cụ còn hoang sơ, như trong ba video trước Bà Bóng Phở đã cho chúng ta thấy đó. Nào là cái dụng cụ mà người ta giống như không có dùng cái xô mà dùng cái ống tre to, thiệt là to, hoặc là dùng cái nắp còn bằng đan. Nói chung là mọi thứ nó rất là còn hoang sơ. Không biết là mọi người có cái suy nghĩ giống Bà Bóng Phở không? Bà Bóng Phở thấy rằng là sao nó giống cách đây hơn 30 năm luôn á. Và ở đây tất nhiên cuộc sống ở nơi núi đá nó có một cái điểm chung khó khăn nữa, đó là khan hiếm nước cực kỳ luôn. Ở đây vẫn chưa có điện lưới cả nhà nha. Ở Lũng Khuyết thì gần hơn với thị trấn, thì bà con có kéo cái điện lưới về nhưng mà cũng rất là yếu, chỉ cũng đủ để thắp sáng thôi chứ cũng không thể nào mà để chạy máy chạy motor đồ được. Còn ở Lũng Rì này rồi thì không điện luôn. Nó cũng là cái kiểu bốn thiếu đó cả nhà, thiếu đường, thiếu điện, thiếu nước. Và tất nhiên là không có sóng điện thoại wifi gì đâu cả nhà ha. Thật sự là lần đầu tiên khi mà Bà Bóng Phở đến với Cao Bằng á, thì anh Thi dẫn Bà Bóng Phở đi dọc cái sông, con sông Gâm á, đi về nơi con sông Gâm chảy vào đất Việt. Anh Thi nói rằng ở trên những núi đá này có người Dao sinh sống, mà Bà Bóng Phở cũng không hình dung là có tới mấy cái bản làng như vậy luôn. Nó cách cái mặt sông Gâm hơn 1000 mét. Để mà chúng ta hình dung á, thì chúng ta thấy vậy nè. Nếu mà cái con sông Nho Quế với lại cái đèo Mã Bí Lèn ha, nó cách nhau chỉ khoảng chừng 400 mét thôi cả nhà. Mà chúng ta đã thấy nó hùng vĩ rồi, mà huống chi ở một cái dãy núi cao hơn cả 1000 mét như thế này, mà
Ờ, có những cái bản làng còn bắt kéo là cắt luôn cả khoảng 1.500 mét nha cả nhà. Bây giờ thì bà Bón Phở mời cả nhà chúng ta cùng xem qua những cái hình ảnh flycam để chúng ta hình dung được cái vị trí của ngôi trường, cũng như hình dung được cái con đường mà chúng ta đang chuẩn bị thi công cái con đường đến trường này cả nhà nha. Bên tay phải chúng ta là cái con sông Gâm cả nhà ha, và bên tay trái đó là cái con đường mà chúng ta vừa đi vào đó, men men theo núi. Và đây, đây là cái bản Lũng Rì mà chúng ta vừa ghé thăm gia đình anh Cường đó. Bây giờ thì bà Bón Phở sẽ cho chúng ta thấy cái con đường đến trường. Đây chúng ta đã thấy cái ngã ba, nó có một cái con đường mòn nhỏ đó bên tay phải chúng ta ha, đó chính là con đường đến trường mà chúng ta chuẩn bị thi công. Đây, bà Bón Phở đang quay cận cảnh cho chúng ta thấy, đó là một con đường đất đỏ, cho nên nó sẽ lầy lội vào mưa xuống là đất như đất sét vậy đó, nó lầy lội. Có khi nào cái đất này bà con dùng làm được mấy ngói luôn không chừng á, tại nó sét, nó trơn trượt dữ lắm mà, nó như đất sét vậy. Đó, ngôi trường thôn Lũng đã xuất hiện. Đây là cái con đường tắt cả nhà, cái con đường tắt chỉ một cây số thôi để đi thẳng đến trường luôn. Nếu mà vào mùa mưa thì không đi được á, thì nhất là đi xe, đi bộ thì còn men men dễ ha, nhưng mà đi xe vào thì không được, phải đi bên tay trái là có cái con đường vòng qua núi, nó xa gấp 4 lần luôn, là hơn 4 cây số đó. Đấy là ngôi trường thôn Lũng và con đường mà chúng ta thi công. Và bên phải này, đây là cái đường lên bắc kéo đó cả nhà. Bữa nay bà Bón Phở có nói là cái bắc kéo nó cách mặt sông Gâm tới 1.500 mét đó. Đó, đây là cái đường lên bắc kéo, lại tiếp tục lên núi. Tiếp tục lên núi. Bắc kéo là trong video trước chúng ta đã tới đó, bà Bón Phở nó rất là gian nan mới tới được đó ạ. Đây là bắc kéo, đây là chưa đâu ạ, mới có một phần bằng phần đầu thôi, chúng ta chưa thấy được cái bản bắc kéo đó còn khuất bên trong ạ. Đây chỉ là vài những cái ngôi nhà dưới thấp thôi. Bắc kéo là tiếp tục trên cao nữa, trên cái ngọn núi đó, trên cái ngọn núi, để bà Phở sẽ bay tới cho cả nhà xem luôn ha, trên cái ngọn núi luôn đó. Chúng ta thấy không, có 2-3 căn nhà nó đang dần lộ diện bên tay phải màn hình phía trên đó đó. Cái quả núi to cao chót vót vậy đó mà bà con người Dao sống bắc kéo là ở nơi này là chính, chứ không phải là những cái ngôi nhà ở dưới đây đâu ạ. Đó, thật là kinh khủng khiếp. Bởi vậy sao bà có vợ không, đó là nó còn vất vả không thua kém gì leo núi lão thỉnh là vậy. Đây, chúng ta cùng khám phá cận cảnh hơn bản bắc kéo cả nhà nha. Đó, lại một con đường rất sắc, tất nhiên là không thể nào mà lên được thì chỉ có con đường rất sắc này. Bà con mới vừa khai mở con đường này đó ạ, bà con mới vừa làm thôi, nhưng mà hôm bữa bà Bón Phở đi á thì mưa cũng không có đi được, mưa không thể nào mà đi được cái con đường này, cho nên là bà Bón Phở mới đi bộ cái đường kia là đường tắt đó. Những con đường mà mùa mưa không thể đi được. Đây là cái ngôi nhà thấp nhất và chúng ta sẽ nhìn qua toàn cảnh. Đây con sông Gâm và đây mới là Lũng Rì nè. Đó, đây mới là Lũng Rì và cái đó trong khung hình chúng ta thấy rồi đó, là Lũng Rì và trường thôn Lũng. Và giữa màn hình chúng ta thấy đó, qua một cái vẻ núi đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không có làm cái con đường này thì khi mà mưa đến thầy cô giáo hoặc phải đi vòng qua cái đường kia, hoặc là phụ huynh đưa đón con mình đi thì cũng phải đi vòng qua cái đường
kia, cái đường đó xa xa bên tay trái màn hình chúng ta thấy có một cái bảng không, kế sông Gâm đó nó có một cái bảng, nó là bảng Lũng Pheo. Thì còn xa hơn nữa là mắt nẻn thì bò bóng phở không dám bay tới à. Đó, chúng ta thấy không, cái quả núi bên trái chúng ta nó cản trở cái đường đi đến trường. Đấy, cái con đường đến trường nó rất là rõ từ hai hướng cả nhà ha. Hướng bên trái là từ phía biên giới Trung Quốc, phía bên phải là từ Bắc Kéo, Lũng Rì, bà con đi lên. Và đây chính là trường, đây chính là điểm trường thôn Lũng. Các bạn ơi, đây là cái con đường cận cảnh nè, bổn phổ quay cận cảnh cái con đường đó. Đất, đây là mùa khô, là cái mùa rất là thuận lợi để dễ đi nè. Nó chỉ là đất vậy thôi. Đó, đường khá là dốc, cho nên là đất đỏ như thế này nó sẽ lầy lội khi mà mưa là nó lầy lội và đi xe thật sự là khó khăn. Ghê quá ha. Vậy là ai mà đi mùa mưa rồi mới hiểu chứ. Đây nè, đây con cái này sao có cái giống như sạt lở vậy trời. Đó, xuống dốc đó, anh Thi đi cũng rất là khó khăn nè. Wow, ghê quá. Ai da, ghê quá. Đây đó, chúng ta thấy đó, còn cua, có những khúc cua cũng rất là hấp dẫn đó. Qua hình ảnh flycam chúng ta thấy được cái độ dốc nó nhiều hơn ha. Núi non trùng điệp. Bà bóng phở đang ở đây, đó là trường tiểu học nội trú thôn Lũng thuộc xóm Lũng Rì, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên bà bóng phở có mặt ở nơi này. Hôm trước thì bà bóng phở đi khảo sát thì bà bóng phở ở trên Bắc Kéo chỉ được nhìn xuống đây thôi. Lúc đó bà bóng phở đã hết sức đi rồi. Hôm nay đến đây là bà bóng phở cũng để làm khởi công xây dựng cái con đường đến trường thôn Lũng này. Những hình ảnh vừa rồi cho chúng ta thấy rằng là các con đi học khá là xa, con thì ở trên núi phải đi xuống, hoặc là các con ở rất là xa phải đi xuống. Như vậy thì các con phải dậy rất là sớm. Hình thức tài trợ con đường này như thế nào? Đó là bà bóng phở xin là cầu nối, kết nối để mà đứng ra nhận tiền từ các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để mua đầy đủ vật tư, đó là xi măng và cát đá. Rồi bà con ở đây, bà con sẽ bỏ công sức ra để mà thi công xây dựng con đường này. Bà bóng phở ước mong nhận được sự đồng tình, sự tài trợ của các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân và số tài khoản mà bà bóng phở để chuyên để làm từ thiện mà thôi, để làm đường trên núi mà thôi. Và bà bóng phở trân trọng cảm ơn quý khán giả đang xem video. Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp bằng cách là chúng ta chia sẻ cái video này để tiếp cận được nhiều nhà tài trợ hơn, để con đường này có đủ chi phí để mà làm đường. Và không chỉ con đường này, và những cái con đường khác trên núi còn rất là nhiều con đường rất cần sự hỗ trợ chung tay của chúng ta. Thank you.
cái đồ nghề của bà con xây đá. Sao ai cũng mặc mũi lắm là em mũi trơn vậy, sao không đeo khẩu trang anh? À, xúc cát thì thở không được hả? Khó lắm. Nhưng mà bây giờ anh lựa chọn đi, anh khó thở hay là anh thở bằng bụi? Anh hít bụi vô phổi. Anh hít bụi vô phổi nó nguy hiểm lắm á. Anh phải... À, đúng rồi đó, giải pháp hay đó. Cái bên trong mình nhúng nước ướt, còn cái bên ngoài thì khô. Mà không là đó, mình nhúng nước ướt cho nó dễ thở đi. À, anh rưới nước lên vậy để cho nó đỡ bụi phải không ạ? Ồ, hay, thông minh. Ồ, hay, cái này học hỏi, em xin học cái này. À, đúng rồi, nó không bụi mấy là nó đỡ bụi nè. À, em học hỏi cái này để em áp dụng qua bên Lũng Quẩy. Đó, bò bón phở bên đây lên lũng rì. Đó, những cái gì mà bò bón phở có kinh nghiệm vừa rồi ở bên Lũng Quẩy là bò bón phở sẽ được áp dụng qua bên lũng rì này. Bây giờ qua đây lũng rì này lại học hỏi được thêm cái này rồi áp dụng tiếp cho giai đoạn 2 của Lũng Quẩy. Lũng Quẩy giai đoạn 2 đó là làm về cái con đường về Bát Nạp. Bát Nạp là cái xóm nhà của anh Trang đó. Cái con đường nó cũng lưng chừng núi. Còn xong cái giai đoạn 2 đó mới tới giai đoạn 3 là như là cái con đường mà về tới cái xóm nhà Lũng Quẩy. Cái đường đó thì người ta đã bà con đã làm sẵn cái đá hết trơn rồi, chỉ còn thiếu mỗi xi măng với lại cát thôi. Chúng ta xem nè, cái máy bên đây các anh tiến bộ hơn ha, các anh thiết kế cái này có vẻ chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì là các anh làm này cố định một chỗ. Các anh để cố định một chỗ chứ không có di dời nhiều chỗ giống như là bên Lũng Quẩy. Bên Lũng Quẩy thì nay chỗ này một ít rồi mai chứ kia một ít. Nó khác với bên này, cái địa hình của nó cũng khác nữa. Cái địa hình nó không có bằng phẳng để mà các anh thiết kế được như thế này. Vậy là chúng ta đã hình dung được cái vị trí của trường tiểu học thôn Lũng rồi cả nhà ha. Và đặc biệt là chúng ta hình dung được cái đoạn đường đến trường ngay trước trường luôn mà chúng ta chuẩn bị thi công đó cả nhà. Đoạn đường này tuy chỉ có một cây số thôi nhưng mà nó thật sự rất là ý nghĩa đối với các em học sinh và các thầy cô giáo ở trường thôn Lũng này. Đoạn đường này bắt đầu từ ngay của cái xóm Lũng Rì. Như vậy là các con ở Lũng Rì là đi học gần nhất, khỏe nhất ha. Còn các con ở Lũng Khuyến như chúng ta đó, Lũng Khuyến là cái bản mà nó gần với lại thị trấn nhất, thì các con đi lên dốc nè, lên núi như này, lên dốc toàn dốc ha, là khoảng 5 cây số, cho nên các con phải dậy từ rất là sớm, 5 giờ sáng là đã đi học đó. Rồi các con ở bên Bắc Khéo á, thì ở lại ở trên núi cao nhất, nó cách mặt sông Gông tới 1.500 mét lận. Nói chung là từ cái điểm trường này lên tới Bắc Khéo nó cách khoảng 500 mét á, thì các con lại
sáng sớm lại xuống núi. Xuống núi rồi mới đi vô cái con đường này. Các thầy cô giáo thì chạy từ ở ngoài hướng ngoài thị trấn Bảo Lạc hoặc từ sân trường á xuống mới đi vô, thì cái đoạn đường đó nó cũng khoảng mấy cây số cái đường con tạm gọi là chạy xe được đi. Dù rất là gian nan, rất là trơn trượt vào khi mưa, nhưng khi mà tới đây thì gần như là không thể chạy xe được. Những cái gì khó khăn đều có thể vượt qua được, nhưng cái đoạn đường này thì lại ngã xe trơn trượt như đất sét mà. Cho nên cái đoạn đường này tuy mà ngắn nhưng nó cũng giúp cho thầy cô giáo cái việc cổng chữ lên vùng núi cao nó đỡ vất vả hơn một xíu. Bà Bóng Phở ước mong được tiếp tục nhận được cái sự đóng góp của quý vị và các bạn để Bà Bóng Phở là tiếp tục làm những cái con đường về nhà ở trên núi đá này. Bà Bóng Phở cùng với bà con, cùng các em học sinh và các thầy cô giáo trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý nhà tài trợ Quý Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho con đường. Cảm ơn anh Bảo Chị Thanh, nhà tài trợ chính của con đường đến trường này. Trân trọng biết ơn tấm lòng vàng của tất cả quý vị đã đóng góp từ những đồng tiền vào tài khoản của Bà Bóng Phở, vào tài khoản thiện nguyện của Bà Bóng Phở, cũng như những người xem video đã đóng góp thời gian và theo dõi và đồng hành cùng Bóng Phở, cũng như đóng góp những cái like, cái share để Bà Bóng Phở được tiếp cận với nhiều nhà tài trợ hơn nữa, để có nhiều, thật là nhiều cái con đường về nhà trên núi đá này được thực hiện. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào. Đi đâu nữa, nó có đụng cái núi kia không? Đi cái con đó, đi lên trên núi là thấy wow, ngôi trường cái chả thắng nó về lao tại thằng đó. Ui 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 ui. Mấy thanh nha. Đó nè. Mà yêu. Bắn khăn nha. Nó đi xa lắm. Đi. Mấy thanh nè luôn. Ui bò. Mấy thanh nè luôn. Ê bà. 600 bao nhiêu mét rồi để bằng sức khỏe đó. Kinh nha. Kinh nha. Đếm quỷ hả? Bà. Bà thì kinh quá. Đường này. Lên quá rồi, 400.